Chiều ngày 6 tháng 4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sở kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và 63 điểm cầu toàn quốc. Về phía tỉnh Lâm Đồng, có ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh và các sở ban ngành liên quan đã tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh, mặc dù trong quý I năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, một số địa phương trên cả nước vẫn cần xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Vì vậy, trong quý 2 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành từ trung ương đến địa phương cần phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích những tồn tại hạn chế, thiếu sót của từng ngành, từng đơn vị địa phương để có những đề xuất giải pháp kịp thời nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và các ngày lễ lớn đồng thời tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết bị thương, kéo giảm ủng tắc giao thông tại các thành phố lớn, siết chặt quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, chú trọng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, quý 1 năm 2023, toàn quốc đã xảy ra trên 2.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 1.400 người, bị thương trên 1.500 người, so với cùng kỳ giảm trên 400 vụ gần 300 người chết, trên 148 người bị thương. Riêng tại Lâm Đồng, quý 1 toàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, khiến 14 người chết, 13 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí về số phụ, số người chết và bị thương. Tại hội nghị lãnh đạo khắp bộ ngành trung ương và các địa phương đã thông tin về tình hình triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của từng ngành đơn vị địa phương đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quý II và những tháng còn lại của năm 2023. Đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, nhất là tại tuyến đường trọng điểm. Các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cùng với đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị người dân trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông